Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là có những cái thông tin công nghệ mới nhất và hot nhất giới thiệu đến cho anh em nhé. Cùng bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với tin đầu tiên, đó chính là về vấn đề mà Android. Sáng giờ chúng ta đã có những cái con máy Android bị crack ứng dụng liên tục, khi mà có cả những cái mẫu máy mới nhất như là Galaxy Note 20, Galaxy S20, thậm chí là S21 của chính những cái hãng như Samsung. Thậm chí là những cái bạn trên những cái hội nhóm Xiaomi, bạn cũng có đề cập đến cái vấn đề này. Thì đây là một cái vấn đề của Google nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm là Google họ sẽ cập nhật cũng như là sẽ fix lỗi thôi. Nếu các bạn nào mà đã bị lỗi rồi thì cứ lên CH Play tìm cho mình một cái, mình sẽ để một cái đường link ở đây nhá, các bạn có thể tìm thấy. Bạn nhấp vào link đấy cũng như là gỡ cài đặt nó đi, hoặc là đợi sao cho chắc là trong vòng hôm nay thôi, Google sẽ cập nhật lại cái web này. Cái web này thì nó giống như là một cái phiên bản được nhúng vào trong hệ hoành Android. Chúng ta khi mà sử dụng bất kỳ một cái ứng dụng nào hết thì cái ứng dụng của bên Google họ cũng sẽ tích hợp vào đây để có thể trình chiếu cho chúng ta những hình ảnh này. Và cái phần trình chiếu đó nó bị lỗi nên chúng ta sẽ không thể nào cập nhật được những cái ứng dụng, kể cả những ứng dụng như Shopee này, Lazada, thậm chí là bên những cái ứng dụng thường ngày như Messenger hay là thậm chí Facebook nữa cũng bị crack. Ok, chúng ta sẽ đến với tin tiếp theo nào. Đó chính là về cái mẫu máy Xiaomi. Xiaomi thì gần đây họ đã khô máu với hàng xách tay khi mà ra mắt hàng loạt cái mẫu máy như là Poco X3 Pro này hoặc là Poco F3. Hôm bữa thì mình cũng có nói về vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì hôm đấy thì mình có nhầm tên nha, xin lỗi các bạn. Mình sẽ cập nhật lại nào. Thì Poco họ đã liên hệ những cái gian hàng điện tử như là Lazada hoặc là bên Shopee. Các bạn, mình sẽ để cái hình ảnh ở đây cho các bạn theo dõi nhá. Ở Lazada ấy thì mình cũng sẽ có link luôn cho các bạn, để hôm đấy nếu các bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này thì ấn vào link thôi. Mình có một mức giá ấy, loanh quanh đâu đó khoảng tầm 10 triệu. Nhưng mà cái đợt sale lần này hình như là đâu đó khoảng tầm 27 tháng 3 chúng ta đã có một cái bản sale cực sốc khi mà giảm đến tận 1 triệu. Như vậy thì với 9 triệu thôi chúng ta đã có một cái mẫu máy đến từ Xiaomi, hàng chính hãng, bảo hành 18 tháng cho chúng ta luôn. Cũng như là một cái phiên bản là chạy chip Snapdragon 8770, một cái phiên bản mà là K40 đó, nói trắng ra là như vậy. Và phiên bản bộ nhớ trong của nó đã được nâng cấp lên là phiên bản 8GB cũng như là 256GB bộ nhớ trong cơ, các bạn có thể thoải mái sử dụng nhá. Với mức giá mà khoảng tầm 9 triệu như này thì có lẽ là không có chiếc máy nào có thể đánh bại được con này. Thậm chí là Samsung gần đây mình đã thấy là Samsung ra mắt Galaxy A52 này, Galaxy A72, thậm chí là Galaxy A52 5G. Nhưng mà mình nghĩ là Samsung họ sẽ phải giảm giá rất là sốc đấy. Tại vì Xiaomi họ ra mắt cái sản phẩm của mình với mức giá loanh quanh 9 triệu thôi mà đã có những cái cấu hình Snapdragon 870 kinh khủng như này rồi. Và cũng như là camera của những cái chiếc Redmi ấy thì dù gì nó cũng sẽ ăn đứt so với những cái dòng smartphone này từ Samsung, khi mà Galaxy A52, Galaxy A72 được cái chống nước thôi nhá, còn những cái thứ khác thì đều thua kém so với dòng Redmi. Và hôm nay mình đã có những cái thông tin mới nhất về LG rồi. Mình đã có cái thông tin chính thức rồi. Thì đàm phán bán mình cho Vgroup thất bại, thì LG tính đóng luôn cả mảng điện thoại di động luôn cơ. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn những cái dòng LG cấu hình cao giá rẻ nữa. Thực sự đây là một sự tiếc nuối đối với cả bản thân mình cũng như là đối với các bạn fan LG, khi mà chúng ta có những cái thông tin từ một cái tờ báo lớn nhá, một tờ báo lớn đến từ Bloomberg đưa tin là LG Electric đã chính thức đóng hẳn cái mảng kinh doanh di động của mình và họ sẽ ngừng hợp tác đối với những cái đối tác trước đó, kể cả trong đó là có cả Volkswagen, một cái hãng xe nổi tiếng của Đức, thì họ cũng đã ngừng hợp tác luôn. Như vậy thì LG họ sẽ chính thức rời khỏi cái mảng di động này, và không biết là ngày hôm nào đó thì LG họ sẽ bước vào lại thị trường di động này. Nhưng mà mình nghĩ là một cái ngày như thế thì chắc là khá là xa đấy các bạn. Tại vì LG họ không thể nào mà cạnh tranh nổi với Samsung. Và hiện nay ấy, thì mình còn cảm thấy là Samsung hiện nay nữa cơ, họ còn không thể nào mà cạnh tranh được với những cái hãng smartphone đến từ Trung Quốc, khi mà những cái hãng smartphone đến từ Trung Quốc như Xiaomi này, Huawei thì chúng ta bỏ qua nhá, Xiaomi này gồm có Oppo và Vivo, thì gần đây họ ra mắt hàng loạt những cái sản phẩm với một cái cấu hình rất là cao luôn, màn hình tần số quét cao này, cũng như là một con chip mà toàn là đầu 8 thôi. Samsung mình nghĩ là nếu mà có cạnh tranh thì vẫn phải cạnh tranh ở những cái dòng smartphone flagship trên 20 triệu thì may ra mới có thể cạnh tranh được những cái smartphone này từ hàng Trung Quốc thôi. Và những hãng Trung Quốc ấy thì họ lại ra mắt liên tục. Gần đây thì các bạn có thể thấy là K40 này chưa kịp hết hot thì chúng ta đã có hàng loạt những sản phẩm mới như X3 Pro này, hàng chính hãng, F3 này,
sắp tới đây thì Xiaomi họ còn ra mắt hàng loạt cái những cái mẫu như là Mi 11 Lite này, rồi là Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, rồi thậm chí là có cả Mi Mix thế hệ mà chúng ta có thể màn hình gập mở, một trong những cái bước đi của Xiaomi. Và thậm chí là mình còn đọc được những cái thông tin mới của Xiaomi khi mà họ ra mắt Mi Band 6 này, thậm chí là tận Mi Pad 4 thì phải. Rất là nhiều sản phẩm, và cũng như là những cái sản phẩm của Xiaomi thì họ nhấn mạnh rằng là họ sẽ quay lại thị trường với một cái động cơ khác, cũng như là nhằm đến đối tượng chúng ta chuyên hóa hơn, khi mà nhằm đến cả các bạn nữ nữa. Mình có thể để những cái sản phẩm cho các bạn theo dõi nhá. Mi Band 6 thì có lẽ sẽ rất đẹp đó, và cũng như là Mi Pad 4 thì những bạn nào mà yêu thích Xiaomi thì có thể chọn mua và sử dụng luôn nhá. Rồi, trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái thông tin mới nhất và hot nhất. Và các bạn có một cái số tiền khoảng tầm 9 triệu thì chọn máy nào, đừng quên comment ở phần phía dưới của video nhá. Thực sự ấy thì mình với tầm giá 9 triệu thì mình chỉ có thể chọn những cái thương hiệu đến từ Apple giá cũ một xíu, những cái chiếc máy như iPhone X này, iPhone XS nếu mà có, hoặc là những cái dòng smartphone đến từ Samsung như Galaxy S10 Plus hoặc là Note 10 thôi. Nhưng mà Xiaomi họ lại ra mắt cái hàng mới tinh luôn nhá, bảo hành 18 tháng cho chúng ta, và một cái con chip 870 vô cùng mạnh mẽ, thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Xiaomi thôi. Rồi, nếu các bạn thấy clip hay đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Phát Kê nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.